Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hôm qua giải quần vợt khách sạn đệ nhất mở rộng lần thứ 2, Cúp Nhân Ái đã được tổ chức tại cụm sân tennis đệ nhất khách sạn quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Với sự tham gia của các thành viên câu lạc bộ tennis cũng như các doanh nghiệp hàng đầu, giải đấu đã diễn ra trong bầu không khí thân thiện và hòa đồng cùng những màn tranh tài vô cùng sôi nổi và chất lượng. Giải quần vợt khách sạn đệ nhất mở rộng Cúp Nhân Ái là một giải thi đấu phong trào được tổ chức thường niên nhằm tạo sân chơi giao lưu cho các thành viên, đồng thời chúc mừng những hoạt động tình nghĩa và ấm áp cho các thành viên cũng như các doanh nghiệp. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, giải đấu đã kết thúc với chức vô địch thuộc về cặp vận động viên của câu lạc bộ Hoàng Gia, giải nhì là cặp vận động viên đến từ câu lạc bộ tennis Bầu Cát. Tại đó, Cúp Nhân Ái đã gây được một cái tiếng vang rất lớn trong cái công tác tổ chức và các cái chương trình từ thiện xã hội. Có thể nói đây là một trong những cái hoạt động thể thao mang ý nghĩa nhân văn, nhân đạo